Lý ơi, Lý ơi, anh thấy sao anh? Thấy vui không anh? Chúc mừng. Hồi nãy bạn sút, hình như nghe bảo là bạn đang bị đau nữa, hả nè? Rồi, trước khi mình sút quả bóng thì mình đã xin tay người ra, thì mình đang bị giật mất. Sau bắp của chân của mình đã bất ngại, mình đã xin tay người. Bạn có bất ngờ các bạn thắng đâu không? Mình khá bất ngờ vì mình sút quả bóng mà không ngờ bóng đi găm vào góc xa như thế này. Rồi, cảm ơn bạn.